Hello ladies. Hello. Ủa mà mấy chàng đâu mà sao để mấy nàng nằm đây phơi một mình thế? Ba người đang chơi cái môn thể thao gì ngoài biển? Thể thao mạnh, bóng chuyền, bóng gì đó. Ủa vậy hả? Hey, em chơi trò gì đây? Chơi trò gì đây? Đã quay đó nha. Okay. Ready go. Thấy không? Đây mới đúng là hình ảnh của những người đàn ông đích thực. Chúng tôi mới đi từ máy bay xuống. Thành ra mặt mày vẫn cao hơn hết. Bây giờ phải hỏi trước nè. Bốn đứa đang ngồi trong xe có ai bệnh gì không? Tôi mới mở ra. Tôi không bệnh gì hết. Ok rồi, được mở. Tôi chỉ bệnh ham chơi thôi. Hello. À, Duyên với Hà kỳ này có rủ thêm Phi Nhung đi ra Hòn Tầm. Ở Nha Trang, Hòn Tầm, chưa bao giờ đi tới Hòn Tầm. Hôm nay có một cái resort gọi là Mer Pearl. Mer Pearl thì nghe nói là ngoài Hòn Tầm rất là đẹp. Mình phải nói cái này nữa. Có nghĩa là người ta cứ thấy như là chúng mình đi vacation này nọ đó, rồi có người nói là tại sao sướng quá mà đi chơi. Nhưng mà thật sự là không có sướng như các bạn nghĩ đâu. Tại mỗi lần đi vacation được có nghĩa là show bị cancel. Thành ra không có gì làm, đành phải đi chơi cho rồi. Chứ tới giờ này mà có show là đâu có ai có thì giờ mà đi vacation. Thích đi làm kiếm tiền hơn là đi chơi chứ. Đi chơi còn xài tốn tiền nữa, kém nữa. Tuy nhiên mùa này mà các bạn đi bất cứ resort hay cái gì đều rất là rẻ. Và cũng không có đông đúc nha mọi người. Không có đông, rất là không có chen chúc vắng. Và nói chung là rất là an toàn nhất đó. Là cái giờ này và nhất là mình đi là ra mình chỉ nên đi chung với một lúc bạn của mình, và mình biết các bạn của mình đi đâu làm gì à. Và dĩ nhiên là cũng phải đeo khẩu trang. Mùa dịch đi đâu người ta cũng bắt mình rửa tay để diệt khuẩn, nhưng riêng lên Hòn Tầm thì còn kỹ hơn, phải diệt khuẩn nguyên cả người. Đứng được ra bà lao. Phục vụ ở đây thật là chu đáo, đón tiếp mọi người từ phi trường và ai cũng được tặng một bó bông. Rồi mọi người xuống đi, mọi người xuống đi. Nhìn thì thấy đi tàu tưởng là xa lắm, nhưng từ bến ở Nha Trang ra tới Hòn Tầm chỉ có 6 phút thôi. Cảm nhận đầu tiên của Kỳ Duyên là hòn đảo này quá đẹp, nước trong xanh, màu ngọc thạch. Và nhất là khi thấy những nhân viên ra đứng chờ sẵn khách với những chiếc dù che nắng, thì Kỳ Duyên liên tưởng tới bộ phim truyền hình thập niên 70-80 ở Mỹ gọi là Fantasy Island, nói về một hòn đảo ước mơ mà nơi đó khách tới nơi thì tất cả những ước mơ đều có thể hiện thực. Trời ơi, chúng tôi đi xe từ xa, xa ơi là xa luôn. Xa ơi là xa, đi tới 10 giây được mới tới đó. Xa mà đi có 10 giây thôi, 10 bước chân. Xong rồi phái đoàn mới chính thức trở về phòng. Villa của chúng tôi là hai villa đối diện nhau ở trên một ngọn đồi nhỏ nhìn xuống vịnh biển. Thật đẹp y như trong tranh. Bây
bây giờ vào nhà, vào villa. Ở trong đây mình ở chỗ nào? Đây. Nhìn ra đây, nhìn ra cái biển này. Oh, trên đồi nhìn xuống so nice. Look at this. Dễ thương quá. À, mình có cái hồ tắm riêng nữa. Oh, bếp. Oh my god, yeah you guys. Đùa thôi, chứ người ta đi có đôi có cặp thì ở phòng lớn là đúng rồi. Mình đi một mình chỉ cần phòng nhỏ thôi. Nhưng các bạn thấy không, cái view thật đẹp. Sáng dậy, họ còn để sẵn những tấm nệm và có thầy yoga tới tận phòng dạy mình. Tập yoga xong, bơi lội ở hồ bơi riêng và chuẩn bị cho một ngày chơi các thứ trò chơi biển ở resort vui lắm lắm. Ngoài những villa lớn thì ở đây còn có những căn bungalow rất dễ thương và tình. Mỗi cái bungalow đều có một cái jacuzzi ngay trước cửa. Các bạn tưởng tượng buổi chiều ngồi trong jacuzzi nhấm nháp một vài ly rượu và nhìn ngắm buổi chiều tà. Wow, so romantic! Chúng ta vào trong bungalow coi nhé. Wow, các bạn thấy không? Tất cả chung quanh phòng là những cửa kính để nhìn ra ngoài. Ta có thể thấy cả một khung trời biển xanh khi mới dậy buổi sáng. Xin cầu trời cầu Phật cho thế giới bình yên, không còn bị những bệnh dịch và cuộc sống trở lại bình thường. Riêng con, xin cho thêm một người yêu lý tưởng để lần sau trở lại Merpro, con cũng được có đôi có lứa như người ta vậy. Mấy chàng đâu mà sao để mấy nàng nằm đây phơi một mình thế? Hình như là ba người đang chơi cái môn thể thao gì ngoài biển. Yeah, cho thể thao mạnh đó. Bóng chuyền, bóng gì đó. Ủa vậy hả? Đúng rồi, cho nên tụi này nằm đây phơi. À ok, để đi coi mấy ổng coi nha. Ê! Hey, what's up? Ê, chơi trò gì đây? Chơi trò gì đây? Đã quay đó nha. Ready, go! Thấy không? Đây mới đúng là hình ảnh của những người đàn ông đích thực. Trời ơi. Ủa mà nãy giờ không thấy Phi Nhung đâu. Phi Nhung ơi, Phi Nhung, Phi Nhung đâu rồi? Ồ, các bạn coi ngoài kia kìa. Hình như có một con cá voi rất lớn đang bơi vào. Đó đó, đó đó, thấy không? Thôi, cho xin cảm thấy. Em là sáng nha.
Hai người đang làm gì đây? Sửa soạn đi parasailing. Có nghĩa là đi phải dù những cano kéo lên. Lần đầu tiên cặp đôi chúng ta sẽ bay bổng với nhau. Mà really lần đầu tiên làm chuyện ấy. Lần mới đầu tiên hai chúng tôi. Nhưng mà hai chị có sợ không? Mặt thấy xanh lè kìa. Hơi sợ. Nhưng mà không phải sợ. Kéo dây đừng kéo quần nha. Cái này là chắc buổi sáng và buổi trưa ăn nhiều quá nên dù kéo không nổi. Giáng lên, giáng lên. Yes, yes. Woo! Cái cảm giác được bay bổng thật nhẹ nhàng và êm đềm. Nếu các bạn chưa thử lần nào thì nhất định phải thử parasailing nhé. Rất an toàn và không có cái gì sợ hết. Quý vị ơi, đây là anh Vị, là manager ở chỗ này. Thứ nhất là cái này là cái món cá gì ở đây? Anh giới thiệu anh ấy là tới đây là ăn những cái món mà dân dã ở đây. Cái này cái gì đây? Dạ, thưa mọi người, thì với cái vùng biển như vậy thì tụi em ở khu vực đây là gồm có cá giò, cá dìa, mực và bạch tuộc. Một món thứ nhất là mình nướng để mình ăn với bánh tráng, hoặc là hai là mình bứt lá me non á. Mình giò lên, mình bỏ chút tất cả, mình nhúng vô nó vừa chín, mình lượm ra, bỏ gốc nước mắm vô, ăn cực kỳ ngon. Hai em, tụi chị phải mời em ra đây để nói cảm ơn em là nó quá ngon. Chị được biết là em mới 23 tuổi thôi. Mà tại sao em nấu ăn ngon như vậy? Em làm ở đây bao nhiêu năm rồi? Dạ, em làm đây được 3 năm rồi chị. Là từ năm 20 tuổi? Dạ, em làm từ ở đây là 3 năm, rồi xong trong Sài Gòn là em làm 10 năm nữa. Ủa? Ủa vậy là em mới 23 tuổi là em nấu ăn từ năm em mới 13 tuổi? Dạ, 11, 12 tuổi là em nuôi làm. Wow. Em tên gì? Dạ, em tên Trung. Trung, quý vị nhớ nha, chef Trung ở đây rất là ngon. Tới đây là quý vị sẽ được lạnh đồ bơi mới và sạch để mình tắm bùn, mình không có phải dơ. Xong rồi vào trong này là cả một dãy locker thay đồ rất là sạch. Và thưa quý vị, sáng hôm nay thì tất cả phái đoàn được đưa đi tới tắm bùn. Và ở đây là em Trí, một người rất sành về tất cả những cái lợi ích của bùn. Thành ra chị nhờ em cắt nghĩa cho khán giả biết là tắm bùn nó có cái tốt gì. Nhưng mà vừa tắm bùn mà vừa được uống nước detox nữa. Em cũng xin giới thiệu về cái tác dụng của bùn như sau. Bùn là một cái khoáng sản từ lòng đất lấy ra. Hiện tại bùn bên em là loại bùn non. Bùn lấy từ độ sâu 62m. Sau khi lấy lên là được làm ra được nguyên liệu này. Thì trong đó có nhiều khoáng chất. Magie, kali, phốt pho, vân vân. Nhưng tác dụng của bùn là thứ nhất là kích hoạt lại tất cả các kinh mạch của mình. Khi mà một cái ngày làm việc căng thẳng thì mình sử dụng bùn đó, thì sẽ làm cho huyết mạch máu lưu thông tốt, rất tốt cho sức khỏe. Và sau đó nữa, những cái khoáng chất thẩm thấu vào da của mình sẽ làm cho những kích hoạt những cái collagen của da sẽ được mịn hơn và tốt hơn. Và làm cho đẹp da, nhất là như phụ nữ như chị Duyên. Thì hồi nãy giờ ngâm đây đó là thấy rõ ràng là nó rất là mịn. Phụ nữ mà nghe có cái gì làm đẹp là chúng tôi đều hưởng ứng ngay. Nhưng có một người hình như hưởng ứng
tận tình hơn những người khác. Sau khi tắm bùn và tắm nước khoáng, chúng tôi còn chạy qua một cái đường hầm mà có hai bên nước phun vào người như một cách massage. Buổi chiều, chúng tôi đều về nhà diện lên thay đồ để đi ăn sinh nhật của Phi Nhung và Roland. Tôm, mực, cá, bắp, hào. À, thưa quý vị đã thấy đầy đủ rồi. Thấy hoa, thấy đồ ăn, thấy áo trắng. Dạ em chỉ còn thiếu chú rể nữa thôi. Dạ nếu mà ai thương ai thì xin gọi 1-800 cần cưới vợ. Đây, lần đầu tiên mặc mấy chiếc đồ này. Rồi cho em thêm 1-800 nữa. Đổi kiểu đi. Dạ đổi kiểu đi ạ. Và thưa quý vị đây là Cường. Cường làm là lo cho tất cả những cái gì mà anh em chúng tôi rất là vui. Vậy chị hỏi Cường là một cái party như vậy. Dạ. Làm ở sân vườn. Dạ. Thì khách nào order mình cũng làm được hết hả em? Dạ đúng rồi. Dạ. Và mình có cần là đặt trước bao lâu hay là đặt chỗ làm sao không? Dạ ví dụ như là mình có thể đặt trước 1 tuần hoặc là trước đó 1 tháng cũng được. Nếu mà mình đặt càng sớm thì cái chuẩn bị nó sẽ ok hơn. À, dạ. Quá đẹp, quá chu đáo. Xin cảm ơn More Pearl Resort. Và em Hà nữa nè. Đây Hà, Hà rất là dễ thương đây. Hà ơi bây giờ hỏi nè, nếu mà cần book tour, book chỗ, book gì là gọi Hà phải không? Yes, gọi em. Gửi mỗi mail đến sales hcm@mobile.vn thì là sẽ được phục vụ và chu đáo từ lúc mà đón sân bay cho tới khi mà check out. Hẹn chiều nay mà sao không thấy anh, gió yêu yêu lòng bỗng nghe lạnh chiều màu xưa hay mù thói cũ anh không lại em nhủ lòng sao đây anh cứ hẹn chiều mai rồi lại không thấy anh. Trời hôm qua không còn nắng để thêm hồng đôi má thắm say nhân, chắc tại mưa nơi vùng xa tin đó sợ mưa lạc đường làm ướt áo em anh, hay tại chiều hôm qua em gần khóc anh vụng về quên lau mắt cho em. Hẹn nhưng em đừng đến nhé, để anh buồn như anh chàng làm. Không hát đi, hát đi, hát đi, hát đi. Không không hát tặng Roland, hát tặng Roland. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sáng hôm nay được ăn cái gì đây? What are we eating? Điểm sớm. Cái gì đem? Bún cá. Cái gì đây nữa? Bánh kho. Chú choa ơi. Sáng ra chúng tôi chỉ ăn bao nhiêu đây thôi đấy. Wow. Điểm sớm nè, quá ngon. Wow, đẹp quá. Sau một ngày hôm nay mình làm việc quá mệt nhọc rồi. Thật ra bây giờ phải đi spa. Nói chung là sáng nay thức dậy là ăn nè, ngủ lại nè, chơi lô tô nè, rồi ăn, rồi bây giờ spa. Chào tạm biệt Hòn Tầm và Murupur Resort. Cũng xin cảm ơn tất cả những nhân viên ở đây đã cho anh em chúng tôi một trải nghiệm thật tuyệt vời, từ cách phục vụ tới tất cả những trò chơi ở trên đảo. Hứa chắc chắn sẽ trở lại.